Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình đến ruộng ngò gai của anh Út Thiết ở ấp Mỹ Hòa, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay mình tìm hiểu cách thu hoạch ngò gai cũng như là chia sẻ thu nhập của bà con làm ngò gai như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng mình chia sẻ nha. Cái này anh Đức anh cắt ngò gai cho chủ hay gì Đức? Ngò gai cho chủ, chú Thiết. Ngày làm được mấy bó? Ngày làm được 10 bọc. 10 bọc ha? 10 bọc được nhiêu tiền đấy? 10 bọc được 300 ngàn. Là hai chồng ha? Ừ. Cái này ngày nào mình cũng có lặt hay gì là hả là ngày nào cũng có lặt hoài. Lặt hoài tới hết người này tới người kia ha. Hết người này tới người kia. Một bọc vậy là 10 ký hay gì? Một bọc 10 ký. Một bọc là mình giá nhiêu mình lặt ăn công á. Một bọc ăn công là giá 35 ngàn. 35 ngàn ha. Ừ. Lặt là sáng tới mấy giờ mới xong rồi? Sáng tới 9-10 giờ rồi nghỉ rồi chiều 1-2 giờ lặt tới chiều. Vậy thì mỗi người lặt ngò ở đây họ làm khoảng 8 tiếng, họ thu hoạch khoảng 150.000 trên một người trên một ngày. Thì ở quê thì được cái công như thế thì cũng tạm ổn cho cuộc sống. Đây là chị Năm nè, chị lặt ngò là ngày mấy bọc chị Năm? Ngày có 5 bọc hơn. 5 bọc ha, 5 bọc là mình được nhiêu tiền? Được 140 gì? Sống mình lên 140 sống được rồi, đủ rồi. có nuôi ai nữa không? Nuôi rồi. Ai sống mình ơn thì bây giờ mình ăn mình ơn, uống cà phê mình ơn. Còn có mới mình ơn có tiễn chồng được thêm không chị Năm? Tôi sợ tiễn chồng bắt tôi đi mua rượu lắm, tôi sợ. Sợ hả? Ừ. Không sao hả? Sống bắt đi mua rượu chứ không gì. Sống mình ơn cho khỏe ha. Ừ, nên cho khỏe. Ở quê 100 mấy ngàn sống được rồi. Đi mấy giờ? Đi 4 giờ. 4 giờ là đi lâu đây ha, lặt tới mấy giờ nghỉ? Chiều quá. Chiều luôn hả? Trời ơi, là được 100 mấy ngàn à. Ừ, tối ngày mới được 100 mấy chứ đâu có tiền nhiều đâu. Chứ đâu phải ít đâu. Lặt tới chiều mới được 100 mấy đó. Mỗi người lặt ngò gai thì thu hoạch khoảng 140 đến 160 cho một ngày công. Thì bà con lặt ngò cũng là vất vả để kiếm một cái đồng tiền thu hoạch để trang trải trong cuộc sống nha các bạn. Có gì chính nè, có thêm kiếm đăng kiếm chồng không? Chưa gì chưa, trời còn trẻ mà thì kiếm đi, tới già sao kiếm? Con lớn người nuôi gì nữa? Không có, mình đã vậy đặng cho con nó, mình dạy cho nó nghe, để thôi nó không nghe. Mình đã vậy đặng cho nó thương mình, nó mời kiếm ông hủ hỷ rồi, rồi rồi. Để có chồng đây rồi chia sẻ nữa. Bữa chính làm được nhiêu bọc? Hả? 6 bọc. 6 bọc hơn của gì Năm hả? Hơn, tầm 2 hơn của Năm. Cũng gán đó, nó ngay mặn cũng gán nữa. Vậy lên 100 mấy 200 rồi. Tâm gán lên, cố gắng lên. Tại vì đời sống thì mình phải gán lên mới có tiền. Cái mặn chậm là có tiền. Phải gán được. Này là một người chết người lạc hả? Dạ. Này chung băng ha. Chung băng mà thì người chích người lạc, có khi người chích hai ba người lạc cũng không chừng.
Tại vì người chích thì nó mau hơn. Người lặt nó không kịp đâu, người chích hai ba người lặt nó kịp. Còn chích thì nó rẻ hơn. Chết quá kinh nghiệm nhanh ha. Nhanh đó, chết thì giá tỷ chết là cả ba người lặt. Mình ăn mà lặt hai người lặt cũng không kịp, rồi chết ta lặt đâu. Có cái bông rồi, có cái bông. Thế mình chết người lặt cái mình không có mình lặt không kịp đó, mình quay qua mình cũng lặt luôn. Lặt tiếp luôn ha. Ừ, tiếp, có nào đỡ có lấy gì đó. Có mình nên lặt dễ thì kịp. Chị chích vừa bằng cỏ luôn nè, có đâu sập rẻ. Tiếp thì thấy hai nhân lặt. Còn mình lặt đó là mình phải là tranh thủ đi sớm. Vừa chín vừa chích vừa lặt luôn hả? Ờ. Đi sớm mới được. Thứ hai nữa là cái người chích nó phải nhiều hơn. Thì thường thường đó là mình nhờ người chích đó không là người lạc giỏi đó là hai người, còn nếu mà người lạc chậm là ba người mới mấy người chích mới 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 đánh cùng người chích ba người lạc ha. Một người chích ba người lạc. Và cho ra thì lạc ngò ánh ngò gì thì người chích ăn có tiền hơn, chích tiền nhiều hơn, chích tiền nhiều hơn lạc. Chích với học rồi bài bản rồi mới chích được chứ còn lặt thì dễ hơn. Chích mà không biết cách chích đó, nên dễ rồi miệng miệng đứt bẹ ha. Thì đứt bẹ. Ừ. Còn nhiều mình chích sâu quá thì lên dễ nó đem thù lùi rồi sau giặt rồi giặt quá không. Mà xấu nữa. Rồi giặt mà kiểu có đất đó. Để lắm vỗ quạ trong ngoại đó nha mười. Ừ. Như trong ca mười ơi. 11, 11 tới nè. Nói chồng làm nhà có nghĩa là ngày chữ mấy lụm chữ mấy không? Đó, bỏ nó lại làm nhà. Có mướn mình có một cô nào. Tối phải cho anh em về đấm lưng gì chồng cho nó gắn lưng mới được. Bây giờ làm ban ngày chứ bao nhiêu mình phải lo chồng ăn uống đàng hoàng. Có quán kế bên đó chiều cho tiện đi lại được rồi. Ờ, có cái quán này. Ấy chữ vui dữ nữa. Có thảo chưa? Chưa thay chưa? Chưa. Nào rồi chưa đâu. Nghe nó gầu vậy. Ông rồi đó. Rồi chưa cái đợi khai trương thôi. Đợi cấp phép. Đi ôm hả? Karaoke rồi đá banh. Quấn xếp viên. Đủ hết trơn. Ca tài tử rồi lắm thôi. Ê, không nghĩ là cái cân đồng mình mà có cái quán lớn vậy luôn rồi. Thấy chưa mọi người, như cảnh quê mình mà có cái quán gì là kho. Quán cà phê đó cũng sang cũng nhất trong cái khu chợ mới mình đó. Đây là chủ ngò là anh Út Thiết ở ấp Mỹ Hòa, xã Nhân Mỹ, huyện chợ mới, tỉnh An Giang. Anh cũng trồng ngò là thuộc đỉnh đó, đẹp đó. Ngò mình xả xuống tới thu hoạch bao nhiêu tháng anh Thiết? 3 tháng rưỡi ha. Ngày xả thu hoạch 3 tháng rưỡi. Cái này mình ta lặt ta vô bò rồi mình lấy mình rửa lại ha. Ờ. Mới mà chích ta lặt. Một bó này mấy ký? Bó nửa ký. Bó nửa ký ha. Một là 20 bó. Ờ, gốc ngò quá trời trắng đẹp ha. Quá đẹp. Thank you.
Cái này mình xả mấy tháng rồi không thế? 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi. Ba tháng rưỡi là mình thu hoạch ha. Ba thu hoạch. Ngò này thấy dày dặn đạt năng suất à. Này ngò này chắc công cao 3 tấn quá. Ừ. Giá năm nay có lý không? Năm nay cũng giá trung bình 8.500, 8.500 dao động. Mình bỏ nha chi phí hết rồi mình lại được nhiêu ký? Thì bỏ này kia hết mình được lợi được 4.000 ký. 4.000 ký ha. Cái này mình giặt rồi mình vô bọc ha. À, giặt vô bọc. Một bọc vậy là 1 ký ha. Bọc 10 ký. Mà chúng bó. Sau khi cắt cũng như là bó lại thành bó và rửa ngò, cũng thiết để ngò ra và bọc, mỗi bọc là 10 ký. Để giao lái cũng như là bạn hàng nghe quý vị các bạn. Bữa mình giao cỡ nhiêu bọc của Út Phê? 20-25. 20-25 bọc á. Tùy theo lái nó lấy nhiều thì giao nhiều. 20 là vô 1.6-1.7 rồi. Bỏ chi phí còn hơn nữa. Nữa. Chồng có cái thật chứ chồng yếu quá, chồng lỗ chết rồi. Lỗ. Nhà thì ngon, đất mướn thua. Phụ ha, mình phụ thêm nữa ha. Ừ. Bữa Út Thiết rửa xong rồi lẫm hết mấy trăm rồi. Này chiều vợ có trả tiền công không Út Thiết? Có chứ. Gì hả? Tiền phát. Phê pháo thuốc rồi được ha. Thuốc mà nhậu là rai nữa. Là rai mà được, phải cho nhậu mới làm, không cho nhậu nghỉ à. Vô bo sơ bi lóc. Ờ bấm bo sơ bi lóc là vô là tốt mình đó. Là phóng vắng mà năm gà, năm không gà là lặt ngò được mấy cây rồi. Bả là nhiều quá. Coi tiễn chồng cho bà Năm luôn. Ờ coi tiễn lên, đăng lên coi. Bà Năm muốn tiễn chồng là chú Mười gửi lên tiễn luôn nha bà Năm. Tìm ông cỡ nhiêu tuổi? Giờ bà muốn nhiêu tuổi kìa ông tiễn luôn. Đâu có tiễn về trẻ mà được, chứ già quá là không nói. Đây sao Út Thiết mướn mày mà giá không trời. Trời ơi vậy đó bu. Giá đầu giá không à. Có hai bà chính nữa kìa. Có hai bà đó giá thôi chứ đầu giá không. Giá khỏi sợ. Giá đi sớm thì chồng không ghen ha. Ờ, ông không có la. Có hai bà hợp đồng đi sớm thôi. Thầy ta có chồng ta đâu đi sớm. Không cười cả. Làm đi. Kỹ quá ha. Đậy lá chuối rồi nữa. Đậy như vậy. Vừa qua mình đã chia sẻ cách thu hoạch ngò gai cũng như là thu nhập bà con trồng ngò gai cũng như là nhân công lặt ngò gai thu nhập như thế nào. Mình kết thúc clip đây các bạn ơi. Hẹn quý vị và các bạn xem những clip tiếp theo. Mến chào quý vị và các bạn.